Tình trạng bàn giao căn hộ cho cư dân không giống trong hợp đồng về các thiết kế liên quan đến tiện ích như công viên, bể bơi, sân tập thể thao, khu vui chơi trẻ em, thậm chí trường mầm non khiến nhiều cư dân bức xúc. Làm thế nào để xóa sổ tình trạng này khi mức xử phạt cho những sai phạm này mới chỉ dừng ở vi phạm hành chính, không đủ sức răn đe? Ghi nhận sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Tấn Tài mua căn hộ chung cư Hoàng Quân Plaza Bình Chánh từ 4 năm trước với các quảng cáo hấp dẫn về diện tích hồ bơi, công viên và khu vui chơi trẻ em với các bản vẽ 3D khá sắc nét và hấp dẫn. Tuy nhiên từ đó đến nay, gia đình anh không được phép sử dụng hồ bơi với lý do hồ này để trang trí cảnh quan cho chung cư. Nhà ban đầu thì mà ở đây quảng cáo là có hồ bơi đồ gì là mình khoái lắm, tại vì mình có con nhỏ mà. Tới lúc mà về đây thì lại không có. Bây giờ nó cứ nàng nặc nó đòi rồi nó nhiều khi mình thấy thiệt thòi cho mình rồi thiệt thòi cho con nữa. Chung cư Hoàng Quân Plaza cũng từng bị buộc dừng hoạt động trường mầm non do xây dựng trên diện tích chưa được nghiệm thu. Khoảng 240 trẻ, hầu hết đều là con em của cư dân phải chuyển chỗ học mới. Người dân nhiều lần phản ánh về tình trạng xuống cấp cũng như chậm bàn giao sổ hồng. Về đây là cái nền nhà nó vọng lên hết. Từ cuối cùng là tôi phải làm lại hết. Bây giờ cái tường này vẫn còn nứt, rồi nhà thì thấm. Tôi chỉ có yêu cầu Hoàng Quân là giao sổ cho, trả lại sổ hồng cho bà con cư dân ở đây, đặng người ta yên tâm người ta làm việc. Chứ cứ tối ngày thấp thỏm không biết là mất nhà lúc nào hay còn nhà lúc nào. Tương tự, chung cư cao cấp Ngọc Khánh trên đường Nguyễn Biểu, quận 5 cũng chung tình trạng không có một tiện ích nào, dù chủ đầu tư cam kết căn hộ sẽ kèm theo nhiều tiện ích khác. Thực tế, nhìn từ bên ngoài, chung cư như một tòa văn phòng nằm sát mép đường. Theo các chuyên gia, tình trạng này ngày càng diễn ra phức tạp là do mức xử phạt đối với các vi phạm này còn quá nhẹ. Khoản B điều 66 nghị định 139 năm 2017 thì quy định cái mức xử phạt chỉ từ mức 50 triệu đến 60 triệu. Thì cái mức này nó quá thấp so với cái lợi nhuận của chủ đầu tư mà người ta sẽ thu lại được. Nên nó cũng không có mang cái tính răn đe hay là để cho bên chủ đầu tư người ta phải sợ đến việc này. Người ta chấp nhận là có thể người ta đóng phạt để người ta sẽ xin phép thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 100 chung cư đang phát sinh mâu thuẫn, trong đó chiếm tỷ lệ cao là những bức xúc của cư dân về tình trạng tiện ích, thậm chí có cả những chung cư mâu thuẫn gay gắt đưa ra tòa án nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường kiểm tra các dự án để kịp thời ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh. Sinh.